thôi, đằng nãy mình có làm đi, đi lên nhà. Không, em lên nhà đi. Anh cứ lên nhà. Cứ để đấy, tí nữa anh giặt được. Cái này anh giặt được quần áo của anh. Anh lên nhà đi. Nhanh lên, tay em bẩn. Quần áo của anh kiểu con trai em giặt vào nó không hay cho lắm. Còn em không giặt bẩn đâu. Em giặt sạch mà. Thôi thôi, em cứ lên nhà để đấy. Không, để em không, được. Không, anh đang ốm, em không trọng vào nước thì để đấy em giặt. Anh tự giặt được. Em có mấy bộ quần áo em đã bảo em giặt được rồi. Mấy bộ quần áo thì đấy anh giặt. Thế thôi em cứ. Anh đang ốm giặt cái gì mà giặt? Em nấu cơm nước xong là thuốc thang này là anh cảm ơn lắm rồi. Không, em giặt được, anh cứ lên nhà với cả em. Anh Quỳ, Trang ơi. Dạ. Làm gì vậy em? Em đang giặt quần áo, anh tìm anh Quỳ. Ừ. Anh Quỳ vẫn đang ốm ở trên nhà ấy. Chưa khỏi à? Chưa, sáng giờ sốt đã xuống nhà, à đâu, ở trên tầng ấy. Anh ăn uống gì chưa, ăn uống gì chưa? Sao mà ăn một tí cháo vậy xong rồi đã thấy ăn uống gì đâu. Ăn một tí cháo uống hộp sữa xong làm gì? Làm gì, giặt quần áo cho anh Quỳ vậy? Thì anh quần áo anh Quỳ có mấy bộ để đây em ngồi em giặt lúc thì sau. Nó không chịu ăn cơm không à? Lúc trưa không, không xuống ăn cơm đâu. Ăn cơm ăn có, sáng ăn có 2-3 miếng cháo, con đang để 3 cháo trên đấy. Lười ăn vậy, không ăn uống thuốc vào xong khỏi rồi. Uống có hộp sữa xong thôi. Anh sang tìm anh Quỳ gì vậy? Hỏi xem đỡ chưa, anh không đi viện thì. Anh Quỳ đang ở trên tầng sao, anh lên xem chứ. Ờ, anh lên xem nhá, ờ, giặt, em giặt đi nhá. Vâng. Ừ. Anh Quỳ ơi. Ờ. Sao vậy? Là anh lên ạ. Làm sao mà. Nó bụng nó biết, không nằm trên đấy đi, anh đang lên đi. Sao lại ở trong này với em? Giặt quần áo. Sao lại giặt quần áo? Quần áo anh ốm, anh vứt đây thì em chả giặt quần áo. Ôi, anh bảo em rồi, không phải làm cái gì cả đâu. Có mấy bộ quần áo, với lại là. Thôi thôi thôi, đứng lên, không phải không, làm. Không, em anh cả em, đây, anh lên nhà đi. Anh đi lên nhà đi, chả em phải làm. Em ốm thì Trang giặt hộ cho được. Không, em ốm xong là Trang đã nấu cơm nước chào là xong là thuốc thang để em ăn uống là được rồi. Không cần phải làm này đâu. Thôi cứ anh để đây. Không có mấy cái. Mấy cái này thì trên nhà có máy xem không rẻ vào máy giặt giặt tay làm gì. Có mỗi có 2 cái quần áo bỏ trong máy giặt là chả bỏ công giặt. Em đằng nãy em có làm đi, đi lên nhà. Không em lên. Lên nhà anh, đi. Anh cứ lên nhà. Cứ để đấy tí nữa anh giặt được. Cái này anh giặt được quần áo của anh. Anh lên nhà đi. Nhanh lên, tay em bẩn. Quần áo của anh kiểu con trai em giặt vào nó không hay cho lắm. Còn em không giặt bẩn đâu. Em giặt sạch mà. Thôi thôi, em cứ lên nhà để đấy. Không, em không, anh đang ốm, anh không trọng vào nước thì hết để đấy em giặt. Anh tự giặt được. Em có mấy bộ quần áo em đã bảo em giặt được rồi. Mấy bộ quần áo thì đấy anh giặt. Thế thôi em cứ. Anh đang ốm giặt cái gì mà giặt? Em nấu cơm nước xong là thuốc thang này là anh cảm ơn lắm rồi. Không, em giặt được, anh cứ lên nhà với cả em. Không giặt đâu, nói em hơn thế nhỉ, tôi cứ lên nhà đi. Em đã bảo em giặt được, bỏ ra không bẩn. Em có mỗi mấy bộ quần áo để em giặt, em giặt một tí là xong. Anh yên tâm, em giặt không cần quần áo anh đâu. Chàng là muốn tốt cho em thì thôi, thì để anh giặt. Lên đi. Nhà đi, để anh giặt được. Em, anh bỏ. Anh tự giặt được. Bỏ em ra anh đau đấy. Em có mỗi mấy bộ quần áo để đây em giặt cho. Anh đang ốm đau như vậy thì anh đang mệt, không động vào nước để lấy em giặt. Nhưng mà em làm vậy anh rất ngại lắm. Em làm như kia anh cảm ơn lắm rồi. Đây em lấy ra. Có gì mà ngại, vừa mỗi 2-3 cái quần áo bỏ trong máy giặt nó mất công rồi. Để đây em giặt. Em giặt tí xong em giặt sạch cho anh không buồn đâu. Em tốt cho em thì cái gì nữa. Tốt nhưng mà anh mặc quần áo con trai Trang mới giặt vào. Trang giặt được cái sao nhỉ? Mẹ ơi. Mẹ ra cơ mà. Mẹ vào bảo ngay Trang tôi đã để mấy cái quần áo đấy. Sao mẹ để nó giặt quần áo vậy? Ai mới biết được Trang đang giặt quần áo trong kia kìa. Mẹ bảo nó cũng thôi chứ. Trang đang giặt quần áo. Mẹ bảo đi. Bảo không thì giặt được. Trang ơi. Không để thì giặt quần áo đâu, để đến cho cô. Lúc nào cô giặt. Thôi cô cứ để đấy cháu giặt. Cần gì để lúc nào nhiều cô cho mấy giặt cô giặt. Cần gì. Thôi cô với anh ốm cứ lên cho nhà đi để đến cháu. Đấy. Không ai cãi. Anh bảo rồi. Không, anh với cô cứ lên nhà đi. Chứ không cứ để đấy lúc nào cô. Thôi thôi cô cứ lên nhà đi. Đi anh vào đi. Xong rồi em giặt tí là xong. Đi bảo Trang đi. Bảo Trang thì có gì mà bảo. Trang. Thế mẹ nói vậy cần gì nữa. Con ốm xong là Trang đã cơm nước xong là thuốc thang con là cảm ơn lắm rồi, bảo thôi không cần giặt. Mẹ nói nhưng mà không được, thôi kệ thì Trang là giặt được chứ vậy. Giặt được, giặt được. Lúc nào mẹ ở quả giống như là mẹ giặt. Khi nào anh giờ mẹ quả giống như cô mà em giặt. Để đi cho cô, xong cô cho nhiều cho mấy giặt cô giặt Trang rồi. Vâng, không thì giặt tay được. Cái này để cháu giặt nó xong cháu phơi lên, còn khi nào nhiều quần áo thì cô bỏ.
cơm nước thì đã vất vả rồi, còn giặt quần áo làm gì? Thôi để cha giặt em. Thì còn khi nào anh không khỏi ốm, em không dám bộ đâu. Lúc đấy em để em giặt. Cô cứ vào nhà nghỉ ngơi. Cô bảo là bây giờ thì chỉ giúp mình lúc mình ốm thôi, còn lúc khỏe là mình phải làm hết đấy con ạ. À. Nói vậy cha không nghe gì cả. Dần đấy, thương mẹ thì thương con, giờ đang gì ấy cái gì đó, đang bị ốm như vậy. Làm đỡ chứ. Thôi em không hiểu lắm, anh ngại lắm đi. Thôi có thằng anh cũng ngại. Vậy có thể ngại ngại lắm. Cháu không quay cháu thì như mình nào. Có mấy cái quần anh chị cô hay ngại nó không như cô. Cô thì cứ mong muốn làm hết luôn. Có mấy cái quần áo thế này chứ bạn thôi. Bỏ cho máy giặt làm gì. Cô với anh cứ lên nhà đi. Bỏ vào máy giặt đi, giặt tay làm cái gì chứ đấy. Thôi cô ôm cô cứ vào nhà đi. Cô đứng đây mình chỉ là dò máy ra. Cô đi vào nhà đi. Có cô vào nhà ấy đang ốm nên để anh chàng tự giặt được mà. Ông anh vào đấy anh giặt rồi. Cứ vậy cố tình. Cố tình. Con nghe đợi chưa? Đợi rồi. Ừ. Bảo Trang bây giờ Trang đến đây ở nhà mình. Con uống xong là cơm nước xong là thuốc tan qua là cảm ơn lắm rồi. Đấy nhưng mà bây giờ tự nhiên lại. Mẹ cũng bảo Trang nó tự nguyện nó làm chứ. Con quần áo con trai Trang. Quần áo con của Trang Trang giặt không hay cho lắm. Thì nó quan tâm mà, con thì mới giặt như vậy, người không quan tâm gì nó giặt. Quan tâm không biết nhưng mà bây giờ bảo thôi người giặt. Thế mẹ cũng bảo rồi đấy mà cứ cố tình nó giặt thì thường kệ thì nó giặt con. Thôi lúc ốm đau thì giúp em. Nào giúp. Chúng lúc mày khỏe thì lại giúp nó lại như trước. Đấy. Thì không ạ. Không phải lo làm gì. Ốm đau thì phải nhờ nhau thì rồi thì mình lại giúp nó lại. Thường kệ. Chưa muốn ăn cái gì thì bảo con Trang mua được nấu chân mà ăn con nhá. Mẹ không quan tâm đến đây thì mẹ vào trong nhà đi. Quan tâm thì bảo không quan tâm. Thì anh bảo vậy rồi em lên nhà mẹ anh còn đây không phải giặt nữa nhỉ? Anh còn cần em giặt quần áo cả em anh cứ lên nhà đi. Nhưng mà đây quần áo anh thì anh tự giặt. Ờ em đã bảo rồi em giặt xong cái được khi nào anh khỏi ốm anh nhờ em cũng không giặt được thì đi lên nhà đi. Nhưng mà bây giờ anh vẫn khỏe ở đây anh khỏi rồi này anh tự giặt. Vậy thôi để em giặt nốt rồi em lên. Tự giặt. Hâm à? Đã bảo là lên đi. Ốm đau em đã bảo không muốn anh động vào nước rồi. Nhưng anh khỏi rồi anh không ốm nữa. Anh đi lên đã bảo có mấy bộ quần áo để còn em giặt anh giặt rồi. Thôi thì ốm đau thì cha nó giúp con. Thế chưa anh Hà bảo vậy. Giúp nó giúp người khác quần áo để anh giặt. Ừ trời. Em cứ coi như anh nhờ em nấu cơm nước hộ anh rồi và quần áo cứ để anh giặt nha. Không. Em đã bảo là có một hai cái em giặt tí là xong. Đi đi, anh lên nhà đi. Anh đang ốm đừng có đứng đây làm gì. Tay em toàn xà phòng em lại động vào người cho. Đi đi. Đi lên nhà đi. Tay em toàn xà phòng em lại động vào người. Em làm vậy anh ngại lắm, thật luôn. Có gì mà ngại? Em xuống đây. Em lên nhà anh bảo em giúp đỡ nhà anh là anh cảm ơn rồi nhưng mà. Lúc anh ốm anh đau thì em mới giúp anh chứ đến lúc anh khỏi ốm có nhờ em không giúp được. Đi, anh lên nhà đi. Cứ để anh, còn mình để anh giặt nốt. Đã bảo để anh mang vào lên máy anh giặt. Không, không để. Để em cứ để ngâm ở đấy rồi. Ngâm ở đấy là được rồi, để con quăng nhìn nhiều quần áo xong là mang lên máy giặt cũng được. Đã bảo là em đã tiện giặt nốt rồi thì em giặt nốt. Anh cứ đứng đây. Thôi rửa rửa tay đi nhà đi. Anh cứ cạ em, đau lắm. Đã bảo là cứ cạ em giặt xong rồi em lên. Cô, có gì đâu, em thôi giặt. Thôi Trang giúp em thì thôi nhận đi. Lúc nào Trang ốm thì em giúp lại. Có đi có lại có gì phải lo. Đến khi nào em ốm lên lại ra trong nhà cậu. Đi đi anh lên nhà đi. Thôi đi lên nhà đi em ơi. Đi lên nhà. Vậy giúp anh nốt đấy nốt chỗ này thôi đừng là sao đừng giặt nữa nhá. Vâng. Đi lên nhà. Giặt nốt mấy quần áo cũng được. Anh bảo quần áo con trai động mà. Trang giặt không ai mà ở trên nhà em giúp em nhiều. Bây giờ ngại. Có gì mà ngại. Thôi thì biết em ốm thì giúp là tốt lắm rồi. Nào khỏi thì giúp lại. Đau bụng. Ừ.